Xin kính chào tất cả anh em trên toàn quốc. Hôm nay mình mới về được một mẫu búa chuyên chẻ củi của hãng Husky Mỹ. Dòng này là dòng chuyên chẻ củi nha anh em. Vì cái thiết kế của nó rất là đặc biệt. Cái lưỡi của nó, trên cái phần cái lưỡi chẻ của nó thiết kế có một cái rãnh để mà tách gỗ. Khi anh em ta dùng búa ta chẻ vào gỗ, cái phần u cao này này nó sẽ gây tức thớ gỗ ra và sẽ chẻ gỗ ra rất là mòn và nhanh chóng. Thì tổng trọng lượng của cây búa này là nó nặng 3,3 kg, và cái cán của nó dài 9 tấc và dạng cán cong, cầm nhìn cũng rất là ngầu. Thì cái mẫu búa này anh em dùng để sưu tầm, để treo hoặc là để sử dụng thì cũng rất là ngon đó, vì thấy thiết kế của nó rất là ngầu. Thì mình bán cái mẫu búa bổ củi của hãng Husky Mỹ này là giá chỉ có 700.000 cộng phí vận chuyển một cây. À, anh em nào có nhu cầu mua và sử dụng thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. À, số lượng giờ chỉ còn được 4 cây thôi. Anh em nào nhanh tay đặt hàng thì còn hàng. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn anh em.